Bên con lắp đặt hoàn thiện cái dàn camera cho mình và căn chỉnh xong xuôi hết thì không biết là cô chú có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình sau khi sử dụng sản phẩm không ạ? Dạ. Thì ví dụ như là chú khi chú nghe nhạc thì chú thấy chất âm như thế nào, hoặc là khi chú hát thì chú thấy ví dụ như là âm thanh nó như thế nào, hoặc là micro nó sẽ có nhẹ hay không, có dễ hát hay không á chú? Dạ. Nói chung là khi mà cô chú mà lắp đặt cái dàn này thì cũng không biết. Dạ. Âm thanh thì nghe cũng tốt. Dạ. Phù hợp. Và khi mà hát karaoke thì mình thấy là cũng so với những cái một số những cái bộ dàn khác mà cô chú tiếp xúc ấy, dạ, thì cái bộ này nó cũng tốt hơn. Dạ. Nghe rồi. Cái âm thanh nó dạ yeah, đúng rồi chú. Để cho những người mà không biết hát như cô cũng tự tin hơn. Dạ yeah, cảm ơn cô. Dạ với cái dàn mà cô chú chọn như thế này thì cô chú đã cảm thấy hài lòng với sản phẩm như dịch vụ của bên con chưa ạ? Cái thứ hai là về mặt dịch vụ mà cung cấp dịch vụ của Đình Thiên Group thì chú cũng thấy là cũng rất là hài lòng. Dạ. Tận tình. Dạ. Có cái có sự phân tích hướng dẫn cho khách hàng để hiểu được cái quá trình sử dụng cái bộ dàn này thì nó cũng rất tốt. Yeah. Như vậy là còn sau này là cũng hy vọng là có cái chế độ bảo hành. Dạ. Dạ rồi, nói chung là cô chú yên tâm. Duy trì được cái đó. Dạ. Dạ. Thì là cái thương hiệu của Đình Thiên Group thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Thì không biết là ví dụ như là khi tụi con đã hoàn thành như vậy thì không biết là cô chú có góp ý gì về dịch vụ cũng như là thái độ phục vụ của nhân viên đấy không ạ? À? Dạ. Thì đấy chú vừa nói là cái thái độ phục vụ và của các cháu là rất là chuẩn mực. Dạ. Không có gì để thắc mắc nữa. Dạ. Chỉ có cái là sau này là cái quá trình sử dụng ấy, dạ, nếu nó xảy ra sự cố cái gì đó thì là khi mà cô chú mà có đề xuất, có yêu cầu thì cũng mong rằng các cháu sẽ có dạ. Dạ, thì cái đó thì cô chú yên tâm ạ. Tại vì bên con thì với cái đội ngũ nhân viên cũng chuyên nghiệp thì sẽ cố gắng hỗ trợ cho khách hàng tốt nhất có thể và sớm nhất có thể ạ. Dạ, để mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng ạ. Dạ, thì với cái mức độ hài lòng của cô chú về sản phẩm như vậy thì con cũng mong là cô chú sẽ sẵn lòng để giới thiệu cái sản phẩm của bên con với tới mọi người hoặc là với bạn bè ạ. Dạ. Tất nhiên rồi. Dạ. Cô thấy là rất hài lòng với cái cách phục vụ của cháu. Dạ. Cái cách chăm sóc khách hàng. Rồi nói chung là cái tinh thần rất vui và dạ, để cho cái người khách người ta dạ, hào hứng để người ta. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. Hãy lỗi về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trong vắng mà thôi. Thủy ơi tình ơi, như loài chim bao la trên cọc vòng trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vô ngôn cuộc đời,
trong vô hướng cuộc đời quý hơn và tình hơn. Đừng bao giờ bỏ ta đã yêu nhau, vì sao quên nhau, vì sao tay anh lạnh, vì sao tâm anh luôn, vì sao đất không hướng, vì sao mà nhìn ta. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưới xa, tình yêu như lưới nhỏ, thế mới vỡ lờ, cắt đứt của tình thương. Tuy bây giờ thì chú hát hay hơn nha. Đây là chú cứ kêu là chú đang thèn tiếng, chứ thật ra là hát rồi vào là một rất là hay, giọng ấm hết chú ạ. Như đoàn chim bồng bồng hát trên cột nhỏ trong nắng, tôi tìm đời đánh mất trong vô thương cuộc đời, trong vô thương cuộc đời vì ơn và tình ơn. Đừng bao giờ em hỏi ta yêu nhau, vì sao quên nhau, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, tắt đứt cuộc tình thơ, tuy bây giờ thì đâu, tuy bây giờ về đâu. Anh là chim mỗi ca, em là bóng trăng già, chỉ thật một lần buồn chung chia xa. Tuy bây giờ anh là chim bói ca, em là bóng trăng già, anh cũng mặc mà muốn chung chia xa. Chú hát hay quá quá kìa. Bài này tuy là nhạc nó cũng khá là cao, nhưng mà chú giọng chú hát nghe nó vẫn ấm, nó nhẹ nhàng. Cái bài này nó rất hay, là chỗ nó hợp với cái lứa tuổi của chú. Yeah. Nó sáng tác rất lâu rồi. Dạ. Yeah. Dạ đúng rồi, bài này thì cũng lâu lắm rồi chú ạ. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ghê.